Tôi tin mừng xin kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ tư 1 tháng 3 2017 tin Công Giáo suy niệm lời Chúa qua tặng cuộc sống lắng đọng trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Công Giáo hôm nay gồm một số tin sau đây. Đức Giáo hoàng Francisco cử hành thứ tư lễ tro tại Vương cung Thánh đường. Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump hủy bỏ luật chuyển đổi giới của Obama, người nổi tiếng làm tràng hạt máng giúp người khuyết tật. Đức Francisco và xe hơi điện. Cáo phó Đức cha Giuse Vũ Duy Thống trong niềm tin yêu vào Đức Kitô phục sinh. Giáo phận Phan Thiết trân trọng kính báo. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết, đã được về cùng Chúa lúc 8 giờ thứ tư lễ tro ngày 1 tháng 3 năm 2017 tại Sài Gòn, hưởng thọ 65 tuổi, 32 năm linh mục, 16 năm giám mục. Văn phòng tòa giám mục Phan Thiết, linh mục Giang Vianney, Dương Nguyên Kha. Kính xin anh chị em cầu nguyện cho Đức cha Giuse và giáo phận Phan Thiết. Đức Giáo hoàng Francisco cử hành thứ tư lễ tro tại Vương cung Thánh đường. Vatican xúc tiến lịch làm việc của Đức Thánh cha Francisco, những cuộc hội nghị với các chuyên viên thế giới về những vấn đề lớn có ảnh hưởng đến thế giới hiện nay. Trong những tuần gần đây đã có đại hội bao gồm buôn bán người, bán nội tạng và quyền sử dụng nước sạch. Tuần này, từ thứ hai đến thứ tư, họ sẽ họp để thảo luận về môi trường và tuyệt chủng sinh học. Tuy nhiên, những gì sẽ đặc biệt đánh dấu lịch trình của Đức Thánh Cha trong tuần này là khởi sự mùa chay. Thời gian chuẩn bị cho tuần thánh và đại lễ phục sinh trong giáo hội sẽ bắt đầu vào thứ tư. Theo truyền thống được gọi là thứ tư lễ tro, ngày này Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một thánh lễ ở đồi Aventin. Lễ kỷ niệm bắt đầu tại Vương cung Thánh đường Thánh Anselmo vào lúc 4 giờ 30 và kết thúc tại Vương cung Thánh đường Thánh Sabina. Theo truyền thống, Đức Thánh Cha sẽ đi bộ từ một nhà thờ này đến một nhà thờ khác. Những đường dốc đang được khắc phục. Ngài sẽ có một bài suy niệm về tinh thần mùa chay, thời điểm chuyển đổi và thống hối. Vương cung Thánh đường Thánh Sabina là trụ sở của dòng Đa Minh, nhà dòng được sáng lập bởi Thánh Dominic của Guzman vào thế kỷ 13. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ truyền thống của tuần này, buổi triệu tiết chung sáng thứ tư và nguyện kinh truyền tin vào Chủ nhật tại công trường Thánh Phaero. Vào Chủ nhật, sau khi đọc kinh truyền tin, Ngài sẽ đi tĩnh tâm cá nhân của mình ở khu Aricia, một thị trấn nhỏ ngoại ô Roma. Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump hủy bỏ luật chuyển đổi giới của Obama. Hai giám mục hàng đầu của Hoa Kỳ đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ một đạo lệnh hành pháp do cựu Tổng thống Obama yêu cầu các trường công lập xem xét những sinh viên chuyển giới theo quan hệ tình dục mà các sinh viên xác định. Đức Tổng giám mục Charles Chaput của Philadelphia và Đức giám mục George Murray Youngstown, Ohio, cho biết rằng đạo luật Obama đã mường tượng ai ai cũng đều thích hợp phương pháp để đối phó với các vấn đề nhạy cảm. Họ nói rằng những vấn đề này tốt nhất là được xử lý với dịch vụ chăm sóc và lòng trắc ẩn ở cấp địa phương. Đức Tổng giám mục Chaput và Đức giám mục Murray, đồng chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về giáo dân và giáo dục công giáo. Người nổi tiếng làm tràng hạt bán giúp người khuyết tật. Đôi vợ chồng nổi tiếng có con trai bị tự kỷ đang giúp nâng cao nhận thức về căn bệnh này. Bom Kim Jae-won thuộc ban nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Wooon cùng vợ là Pauline Lee Min-jo tìm ra một cách đặc biệt để chia sẻ với người khác. Chỉ cần mua một tràng hạt có thể giúp quyên tiền, giúp đỡ những người bị khuyết tật về phát triển như bệnh tự kỷ. Pauline Lee tự làm tràng hạt chia sẻ hạnh phúc, khoảng 15 tràng hạt một ngày, tất cả đều là phiên bản giới hạn
và chị bắt đầu làm cách đây 10 năm. Chồng chị là Paul Kim, mua vật liệu, trong đó có ngọc trai nhập từ Philippines. Tôi làm tràng hạt với lòng ao ước, Chúa ban cho người sở hữu tràng hạt vì ơn Chúa là vô tận. Ly, người có con trai bệnh tự kỷ nói. Ly cho biết nhờ làm tràng hạt, chị bắt đầu chữa lành các vết thương lòng khi người ta bàn tán về đứa con khuyết tật của chị. Sau đó chị bắt đầu chia sẻ tràng hạt với những người láng giềng. Tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc khi làm và tặng tràng hạt cho bà con lối xóm. Tôi cầu nguyện khi làm tràng hạt và cảm thấy hạnh phúc hơn khi tặng cho người khác, Ly chia sẻ. Khi tay nghề được nâng cao, nhiều người muốn mua tràng hạt của chị bắt đầu tặng cho các thánh địa và giáo xứ Hàn Quốc để bán quyên góp tiền. Có được sự tự tin, Ly bắt đầu đem bán để tài trợ cho các trung tâm phúc lợi dành cho người khuyết tật về phát triển. Nhiều người không biết thế nào là khuyết tật về phát triển, chị nói. Quân Kim cũng cho biết, tôi hy vọng xã hội có thể chăm sóc những trẻ bị khuyết tật về phát triển như con trai tôi, ngay cả sau khi chúng ta là những người bố mẹ chết đi. Ít ra tôi ước muốn con cái chúng ta sẽ không bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác lạ. Tôi hy vọng tràng hạt của chúng tôi sẽ là một bước nhỏ hướng tới cách đối xử tốt hơn với người khuyết tật. Ly còn tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhà xuất bản Công giáo của Tổng giáo phận Seoul, nơi có một mạng lưới phân phối để bán tràng hạt. Hiện nay tràng hạt của chị được bán tại trung tâm Công giáo ở Seoul và nhà thờ chính tòa Myeongdong. Cha Augustine Hong Seong-hak từ nhà xuất bản nói do lòng từ tâm của Ly, ngài không thể không chấp nhận việc chị đề nghị bán tràng hạt trong các cửa hàng. Tôi hy vọng nhiều tín hữu sẽ mua tràng hạt và quyên cúng vì chính nghĩa, cha Hong nói. Đức Francisco và xe hơi điện. Đức Francisco được tặng một xe hơi điện trong dịp sinh nhật 80 của ngài. Vào cuối tháng 1 2017, ông Jochen Wormut, một thương gia ở Berlin, đã tặng Đức Francisco chiếc xe Nissan Leaf nhân sinh nhật thứ 80 của ngài 17 tháng 12 2016. Ngày 27 tháng 2 2017, hãng cố vấn đầu tư Wormut Asset Management là hãng hành động theo các phán quyết của họ, tin tưởng chúng ta có thể liên hợp giữa ưu tư cho môi trường và xã hội cùng với sự tiến bộ kỹ thuật. Hãng đã đăng tấm hình Đức Francisco ngồi bên cạnh ông Wormut, người lái xe này trong nội thành Vatican. Ngày 25 tháng 2, hãng tin Capress ở Áo và hãng tin Spargen ở Đức đã đăng tin trên. Ông Jochen Wormut là tín hữu tin lành. Ông mong muốn giúp Vatican đổi toàn bộ thành xe hơi điện, dùng năng lượng tái hồi, cùng đối tác với mặt bằng sáp nhập để quản lý loại xe hơi điện Tri-V. Đức Benedicto XVI đã khuyến khích việc dùng kỹ thuật hợp với môi sinh ở Vatican với sự hợp tác của hãng Bonner Solar World của Đức. Ngài đã cho thiết lập 2.400 tấm pin quang điện trên nóc đại thính đường Paulo VI. Hãng Renault nước Pháp đã tặng Đức Benedicto XVI chiếc xe hơi điện Kangoo, mục đích là làm cho quốc gia Vatican nhỏ bé với 44 hecta và 600 người dân ở đây, nhưng cùng với hàng triệu du khách đến đây có năng lượng đủ dùng và ảnh hưởng zero trên môi trường. Đức Giáo Hoàng của thông điệp chúc tụng Chúa Laudato Si 2015 sẽ dùng chiếc xe không có thắng khí CO2 trong những chuyến đi ngắn, nhưng ngài sẽ giữ chiếc xe Giáo Hoàng cho những lần gặp giáo dân ở quảng trường Thánh Phêrô như thường lệ. Trong lần hội thảo của Liên Hiệp Quốc về môi trường ở Paris, Đức Francisco đã ủng hộ bằng cách đổi đôi giày cũ của mình trong dịp cổ động này. Báo chí cho biết, chiếc Nissan Leaf có pano pin quang điện để giữ cho xe được mát khi ngừng và có thể dùng điện thoại cầm tay nạp bình điện để có thể chạy khoảng 1 giờ. Theo đường hướng của thông điệp chúc tụng Chúa, Viện Giáo Hoàng Khoa học vừa tổ chức buổi hội thảo về quyền được có nước. Vatican tiếp tục công việc của mình đã được bắt đầu từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chống lại sự sa mạc hóa của Sahel, Phi Châu. Đường về đó ngài
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 22 đến câu 25. Người còn nói, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Tìm cái được trong cái mất. Ngày 5 tháng 1, 2009, Adolf Merkel, một trong những doanh nhân giàu nhất nước Đức và thế giới, đã đâm đầu vào xe lửa gần nhà để tự tử. Đồng nghiệp cho rằng ông quá tham lam, thèm muốn và đố kỵ. Cái chết của tỷ phú 74 tuổi này, cũng như hàng loạt những tuyên bố phá sản của một số công ty hàng đầu thế giới, là lời cảnh báo về giá trị tạm bợ của tiền bạc, lợi nhuận và danh vọng. Chúng không phải là tất cả, và càng không thể quyết định vận mệnh của con người. Chúng là vốn liếng cho chúng ta sử dụng, đầu tư. Nếu hiểu cuộc đời tại thế như một thương trường, thì lời Chúa hôm nay nhắc ta phải khéo léo đầu tư, đừng để phải gánh phần thua lỗ nặng nề nhất là đánh mất phần rỗi đời đời của mình. Dùng vốn liếng mình có để đạt được những giá trị lớn hơn là mục tiêu đầu tư. Vậy, đầu tư cho phần rủi đời đời phải là mục tiêu hàng đầu. Mùa chay nhất ta tỉnh thức trước những cám dỗ ở đời. Khả năng, tài sản và cơ hội bạn có là vốn liếng Chúa trao, để bạn xây dựng một thế giới đậm nét tin mừng. Đó là phương cách đầu tư cho mai sau. Lối đầu tư đi ngược với thói đời như thế lại là chọn lựa của những người theo Đức Giêsu, đứng chịu đóng đinh. Nói cách khác, đó là đi tìm cái được trong cái mất. Bạn đang đầu tư vào đâu? Mục tiêu của việc đầu tư đó là gì? Hãy nhìn lại mục tiêu bạn đang theo đuổi và đối chiếu nó với lời Chúa hôm nay. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vắng với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con. Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Quà tặng cuộc sống. Mình to lớn.
Karen và tôi là khách mời danh dự của chương trình Mỗi Ngày Một Phụ Huynh tại lớp mẫu giáo của Michael, con trai chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi được con dẫn đi một vòng tham quan lớp học và giới thiệu với tất cả bạn bè của nó. Chúng tôi tham gia vào các trò chơi cắt dán, may vá cùng bọn trẻ. Và phần vui nhất vào buổi sáng hôm ấy là trò chơi với những hộp cát. Đó là một trò hết sức vui nhộn. Các con xếp thành vòng tròn nào? Cô giáo hô to. Đã đến giờ kể chuyện rồi đấy. Không muốn mình chỉ là người xem đứng ngoài cuộc, Karen và tôi nhanh chóng tham gia vào vòng tròn cùng với những người bạn nhỏ mới quen. Sau khi kể xong câu chuyện có tựa đề To Lớn, cô giáo hỏi bọn trẻ hiếu động, lúc này đang rất hào hứng với câu chuyện. Nào, ai cho cô biết điều gì thường làm cho các con cảm thấy mình trở nên to lớn nào? Dạ, con rệp làm cho con cảm thấy mình to lớn ạ. Một cậu nhóc la lên, con kiến ạ. Một em bé khác lại reo to, con muỗi ạ. Lại một em khác nữa cho ý kiến. Cô giáo cố gắng ổn định lại lớp học bằng cách gọi tên những đứa trẻ đang giơ tay. Cô chỉ vào một cô bé xinh xắn và hỏi, nào con, điều gì làm con cảm thấy mình to lớn? Mẹ của con ạ. Cô bé trả lời. Mẹ con làm con cảm thấy mình to lớn như thế nào? Cô giáo hỏi tiếp. Đứa bé trả lời. Dễ thôi ạ. Đó là khi mẹ ôm con vào lòng và nói, Jessica, mẹ yêu con lắm. Barry Stilchuk. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Trong một vụ đám tàu, chỉ duy nhất một người đàn ông còn sống sót. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng anh trôi giặt vào một đảo hoang, một mình giữa vùng đất hoang vu, lạnh lẽo, không gió chân người, không đồ ăn, thức uống. Anh vô cùng lo lắng và sợ hãi. Mỗi ngày, anh đều dõi mắt mong chờ một phép lạ xảy ra, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa của biển cả mênh mông. Thế là anh đành phải ở tạm trong chiếc lều siêu vẹo, làm từ những khúc gỗ trôi dạt, cùng với số đồ dùng ít ỏi còn lại. Một hôm, sau khi đi tìm thức ăn về, anh sửng sốt khi thấy toàn bộ căn lều nhỏ của mình đang bốc cháy, khói nghi ngút tỏa lên trời cao. Tất cả số đồ dùng còn lại đều bị cháy thành tro bụi. Anh đau đớn kêu lên trong tuyệt vọng. Trời ơi, sao tôi lại phải khổ đến thế? Làm sao tôi có thể sống được nữa đây? Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng động của một con tàu đang tiến về đảo. Những người trên tàu đã thấy đám khói bốc lên từ hòn đảo và họ quyết định ghé vào. Anh đã được cứu thoát. Khi gặp những biến cố bất ngờ, chúng ta rất dễ nản lòng, tuyệt vọng. Đừng bao giờ mất niềm tin trong mọi hoàn cảnh. Hãy thử nhìn khác đi và biết đâu trong bất hạnh hay trong những biến cố không may của cuộc sống, chúng ta lại tìm ra điều may mắn ẩn chứa. Mỗi việc trên đời đến với chúng ta đều có ý nghĩa riêng của nó nếu ta biết nhìn nhận ra. Đặng Thị Hòa, Tell the Stories of Life. Mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày.
phận người tranh giành vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết mình. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ, cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết mình. Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 1923 tại Chicago bên Hoa Kỳ, một người có sáng kiến tổ chức một cuộc gặp gỡ quy tụ hầu hết các doanh thương giàu có nhất trên thế giới. Trong số những người có mặt, người ta chú ý đến một số người nội nàng nhất. Sau một thời gian, người ta thấy trong số những người ấy, thì một người chết vì phá sản, một người phải bỏ nước ra đi và khi chết không lấy một đồng xu dính túi, một người trở nên điên khùng, một người bị giữ trong một trung tâm cải huấn, ba người tự kết thúc cuộc đời vì quá thất vọng. Quý vị và các bạn thân mến, nêu lên những trường hợp trên đây, chúng ta không cố ý kết án sự giàu có. Giàu có, tự nó không phải là một tội. Chỉ có những người giàu có một cách bất công, chỉ có những người giàu có mà lại làm ngơ trước nỗi thống khổ của những người túng thiếu. Chỉ có những người giàu như thế mới đáng lên án mà thôi. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không kết án sự giàu có của người phú hộ. Chúa Giêsu không nói đến nguồn gốc những của cải mà người phú hộ ở đây có được. Chúa cũng không kết án việc yến tiệc linh đình mà người này đã mở ra để thiết đãi. Mà Ngài đã chỉ cho thấy điều đã khiến cho người phú hộ ở đây phải trầm luân, đó là thái độ vô tâm của ông đối với Lazaro, người nghèo khó ăn xin ở ngoài cổng nhà của ông. Quan tâm đến những người khác, nhất là những người nghèo túng khốn khổ, đó là một nghĩa vụ của chúng ta. Người Kitô hữu chúng ta không thể sống theo chủ trương sống chết mặc bay được. Số phận đời đời của chúng ta, cuộc sống mai hậu của chúng ta đều tùy thuộc vào mức độ sự quan tâm của chúng ta đối với tha nhân. Chúa Giêsu đã chẳng nói với chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta làm cho những người bé mọn nhất trong chúng ta là làm cho chính Ngài đó là gì? Mà nếu đó là việc làm chúng ta làm cho chính Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ đền đáp cho chúng ta. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết quan tâm đến người khác, nhất là những người khác ấy lại là những người túng khổ, những người bị xã hội ruồng rẫy. Đó chính là một trong những việc làm mà chúng ta cần thực hiện trong mùa chay này. Amen. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp,
vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin giúp chúng con tống mùa chay thật sốt sắng.